RTX 4070 GB Aero bản OC đầu tiên tại Việt Nam. Và hôm nay mình sẽ mở hộp cho anh em xem là nó có gì bên trong và nó có gì khác so với đời tiền nhiệm 3070 nhé. Mình là Trung, chào mừng các bạn đến với channel YouTube của Nguyễn Công PC. Ok, bây giờ mình sẽ mở hộp và trong quá trình mở hộp thì mình sẽ điểm qua những cái điểm mà nổi bật của con RTX 4070. Thì nó vẫn sẽ có một lượng nhân CUDA tương đương với cả con 3070 hồi xưa, nhưng mà nó lại được trang bị những cái công nghệ hơn. Ví dụ như là VRAM thì nó đã được tăng lên từ 8GB lên 12GB GDDR6X này. Và chúng ta sẽ có công nghệ là DLSS3 chứ không phải là 2 giống như là dòng 3X nữa. Và hứa hẹn cái FPS cho lại khi chúng ta chơi game nó cũng sẽ tốt hơn. Ở đây mình đã mở hộp ra rồi, trên này thì cũng không có gì. Camera mình đi vào đây, chúng ta sẽ có một con cạc màu trắng để qua bên nha, xem phụ kiện nó có những gì. Ở đây chúng ta sẽ có một cái nguồn PCIe Gen 5. Với những dòng 4070 ấy thì NVIDIA đề xuất nguồn chúng ta chỉ là 650W và nó ăn đâu đó vào 200W mà thôi. Nhưng mà ở đây Gigabyte vẫn trang bị chúng ta nguồn PCIe Gen 5 bởi vì đây là công nghệ của tương lai mà. Đó, thì trang bị vào đây thì mình thấy cũng là hợp lý. Ok, mình sẽ unbox nó ra luôn nhé. Đây, anh em lại có thêm sự lựa chọn nữa về Vega màu trắng nhá. Đây, đây đây, hơi loáng luôn đấy. Thiết kế thì không khác so với dòng 4070 Ti. Và đây chúng ta có cổng nguồn PCIe Gen 5 này. Với một số dòng như là Gigabyte WinForge hay là Gigabyte Eagle ấy thì chúng ta sẽ có cổng nguồn đây là một cổng nguồn 8 pin. Nhưng mà đây với bản Aero là bản cao cấp thì đã được trang bị hẳn là PCIe Gen 5. Và như anh em có thể thấy ở đây thì cái mạch của nó chỉ dài bằng những con 2 fan cỡ bé hoặc là 1 fan thôi. Nhưng mà Gigabyte trang bị chúng ta hẳn đây là một hệ thống tản nhiệt 3 quạt và chắc chắn là sẽ hứa hẹn một cái công suất tản nhiệt cực kỳ là tốt ở trên con 4070 Aero này. Và về tổng quan về ngoại hình ấy thì nãy giờ anh em xem mình quay ở đây và bidon thì cũng có thể hình dung ra rồi. Vì bởi vì cơ bản nó cũng sẽ không có gì khác so với dòng 4070 Ti. Chỉ mình thích nhất một cái là nó ăn ít điện hơn và cái hiệu năng mang lại của nó cũng cực kỳ tốt đây. Nó chỉ có bình thường nó sẽ khoảng 3-4 giây nhưng mà ở đây chỉ có 2 giây thôi, hoặc là những con khác thì nó chỉ cấp 1 giây 8 pin mà thôi. Đó. Thế anh em nghĩ sao về con RTX 4070 Aero này? Cùng để lại comment xuống dưới video cho mình cũng biết nhá. Mình là Trung, nếu thấy hay thì cứ like, không hay cứ dislike cũng được. Nhưng mà nhớ ấn sub cho Nguyễn Công PC nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.